Đây là một cây xanh mà bố cũng đã sở hữu 16 năm. Và cũng tạo tác đến lần thứ hai mới ra được cái khung hình như thế này. Thì hôm nay là cái cơ duyên với bạn Long Bùi Vinh. Bạn đã sở hữu một tác phẩm trước đây của mình rồi. Lần này lại nhường cho bạn một cây nữa. Đấy, thì cái tác phẩm này là tác phẩm Song Lão Du Xuân. Đấy là theo ý tưởng ngay từ lúc ban đầu khi nhận được cái ý tôi này. Đấy. Ngày hôm nay là xin bàn ra lại thì cho em Long. Cùng đã là người huy chương được sở hữu cây sen nhân điền sáng nơi thân chị quay qua 16 năm được chăm sóc tỉ mỉ của anh Vũ Quốc Tràng. Và hoa hoàng hoàng xin được ta để quý vị đại biểu khách quý coi như chúng ta từ dành một tràng hoa tay thật lớn để cùng chúc